Hello cô chú. Hello. Tao lấy còn mê ngủ cô chú. Sáng nay thì tụi Huyền sẽ đi về lại Sài Gòn nha. Bây giờ thì cả nhà Huyền chuẩn bị đi ra bến xe. Sáng nhìn biển đã ha, êm liềm nè cô chú. Tụi Huyền đi xe ra, đi taxi ra Phạm, chỗ mình là chỗ gì quên rồi. Ra Pasteur, 24 Pasteur. Hôm nay tụi Huyền đi cái xe xe gì Nam quên mất luôn rồi. Quên mất tên rồi cả nhà. Tụi Huyền á, nếu mà không có bận ở dưới Cần Thơ á hả, chắc còn chơi thêm 1-2 ngày nữa đó. Cho lát tắm thêm 1-2 ngày nữa. Nhưng mà nhưng mà bận việc nhẹ dưới một chút quá cô chú. Đi đây. Có taxi. Rồi, bye bye Nha Trang. Bye bye Nha Trang. Bây giờ mới có 6:20 sáng á. Lúc mà mình dậy 5 giờ là đã thấy mấy cô chú với mấy bác lớn tuổi rồi, đi thể dục thể thao ở đường biển này rồi. Nhà Trang với tập thể dục với tắm biển buổi sáng với buổi chiều. Dạ. Đông. Vui ha. Mình đang trên đường tới 24 Pasteur Nha Trang nè, để lấy vé rồi mình đi lên Sài Gòn nha cả nhà. Tối lấy cũng thức khuya quá trời luôn. Một giờ ngủ được 4 tiếng rồi. Tối đã coi đá banh nữa chứ. Chỗ coi tới mà 3 giờ mấy luôn, 4 giờ luôn á. Đó, đây là cái cầu mới nè, bên kia là cầu cũ nè. Cầu bóng ha. Cầu này gọi là Trần Phú hả anh? À, cầu Trần Phú nó dài á. Dạ. Còn cái cầu kia là cầu cũ nè, cầu bóng, cầu bóng. Đó, cái tháp bà Bonaga ở bên đó nè. Nam Hải hả em? Dạ, xe Nam Hải đó. À đúng rồi, đây Nam Hải nè. Tới rồi nè, 24 Pasteur nè cả nhà. Anh cất bỏ lắm. Hi Alex. Chú lên xe ngủ nha. Đó, bây giờ mình lấy vé mà bữa ba đặt rồi bấm ba rồi đó. Cái gia đình nhỏ đang trên xe nè cô chú. Đợt này tụi Huyền đi tới Sài Gòn rồi cho nên là tụi Huyền đi xe cái kiểu giường nằm đơn ha, nó không có giường nằm đôi, nó không có limousine. Cái nhà limousine nó chạy chuyến tối không, còn ban ngày thì nó chạy chuyến này. Tạm biệt Nha Trang, hẹn ngày gặp lại. Thank you.
đang đứng ở Phan Thiết đây cả nhà. Nam Hải đưa khách từ Nha Trang tới Phan Thiết nè. Mình giải lao, sáng nay mình giải lao đi toilet rồi 50 phút rồi mình sẽ đi tiếp thẳng về Sài Gòn. Rồi bây giờ chuẩn bị lên xe lại nè. Tối hôm qua thức phiêu quá cho nên mình lên xe mình cứ ngủ không à. Cái bụng bình Phan Thiết nè, nó rộng bự ghê luôn nè cả nhà. Cái bụng bình gì mà nó bự dữ vậy vậy? Cất cất nguyên một cái khách sạn 5 sao ở trong cái bụng bình này cũng được nữa nha. Đường này là đường gì đây mình cũng không biết đấy. Trước giờ mình chưa có ghé Phan Thiết cho nên mình không có biết con đường này tên gì. Trước mặt mình là có một cái để chi nhánh Bình Thuận ha. À, mình đang lên trên đường Trần Hưng Đạo. Đây là Trần Hưng Đạo Phan Thiết nè. Thường thường thì ở Việt Nam mình cái đường Trần Hưng Đạo là cái đường nó lớn không à? Ở Nha Trang hay là mấy tỉnh khác thì cái đường tên Trần Hưng Đạo nó lớn lắm. Đó, ghe thuyền nè. Nhà thấy không? Phan Thiết là vùng biển mà chuyên đi đánh bắt đường xa nè. Cả nhà thấy không? Thanh Long kìa. Như vậy là mình gần tới Bình Thuận rồi nè. Thanh Long ở trong ngoài đường này quá trời nè. Tới Bình Thuận rồi chắc à. Mày có thấy núi nha. Chứ Việt Nam ít khi thấy núi lắm nè. Thanh Long đó. Rồi mình đang đứng ở Phạm Ngũ Lão. Trung chuyển gì mà từ ở trong kia ra đây là một tiếng đồng hồ. Ồ, mình tới Sài Gòn là thấy không khí nó khác hơn ở Nha Trang mình ha. Thấy nó bị hơi bị ngọt. Có cảm giác gì đó. Ừ, có gọi không? Chúng mình hết thể gọi luôn hả? Ai giới thiệu tự nhiên là thấy trên mạng á, thấy nó Mới đầu á tụi mình định đi Phương Trang. Xong cái anh Hùng á, trời ơi, đi Phương Trang nó không có đưa tới quận nhất. Ở đây nó đưa tới quận nhất. À, thì quận nhất nó dễ dàng hơn, mình muốn đâu đi đâu đi. Ở đây nó đưa quận nhất, mà đưa bằng cái kiểu. Hôm qua tụi mình đến Sài Gòn còn mệt quá trời, trễ đó nha. Xong cũng không quay cho cả nhà xem á, mà tôi Huyền mướn cái nhà này nè. Cái phòng cả nhà coi. Kiểu như cái này là cái nhà á, anh Hùng ảnh lên ảnh mướn đại gần cái chỗ tôi Huyền có công việc á. Xong á kiểu cái nhà rồi người ta làm phòng cho mình ở cái nhà mà sạch sẽ lắm nha. Sạch. Anh Hùng nói cái này sạch có thể nói là 4 sao á. Thích nhất là cái giường này rồi cái sạch sẽ này rồi cái ban công nè. Dạ. Sạch lắm. Chứ lại mấy em phục vụ tốt luôn, mấy hai đứa em biết rồi. Nhưng mà hồi sáng Huyền có kể cho anh Hùng nghe, Huyền giống như Huyền có cái cảm giác bị ma đè cả nhà. Ghê vậy, ma đè. Hồi sáng Huyền nói, cái anh Hùng mới nói là tối em ngủ gần anh mà. Có thể là Huyền mệt quá đó rồi, anh Hùng anh ghét Huyền á. Có thể. Anh ơi, cái Huyền nói hay là hồi tối ông thấy tôi mệt quá rồi ông đè tôi. Nhưng mà gì nè, để em kể cho anh nghe. Huyền có cái cảm giác gì nè, hai lần luôn. Hai lần vậy là hồi trước nếu mà hồi xưa nói gọi là bấm đè á, thì tự động cái em nửa ngủ nửa tỉnh. Dạ, dạ. Nhưng mà cái lỗ tai em tự động. Em không có gì, nhưng mà Huyền như vậy nè cả nhà. Huyền kể tới giờ Huyền còn giỡn ốc nè. Mà ở trong bụng Huyền á thì Huyền không có sợ nha. Nhưng mà cái kiểu giống như là Huyền
Hương nói chắc mình mệt quá vậy, tại vì đi cả nhà biết không, trời ơi đi cái xe đó là Hương tởn đến già luôn á, không bao giờ dám đi nữa. Tại vì đi từ 7 giờ sáng mà đến, tụi mình có công việc này kia rồi đến 9 giờ mới về đây hả? 9 giờ mệt lắm. Đó, với là hôm qua Hương ngủ không được nữa. Thì cái cảm giác này nè, em nhớ là em nằm ở giữa nè. Cái tự nhiên em nằm nghiêng mà có cảm giác nó tê mình mẩy. Ờ, có kiểu giống như là mình cảm giác nó rần rần cái người cả nhà, giống như mình đang muốn giỡn ốc vậy đó. Mà em thấy là em niệm Phật trong đầu người còn rất đúng là rồi, tỉnh nhưng mà cái cơ thể mình bị cứng. Cứng thì không có cứng mà cái kiểu giống như là nó rần rần giống như nó nổi ốc vậy đó. Anh hồi xưa anh bị nhưng mà nó bị tức cứng ngắc, cứng ngắc không có làm gì được hết. Thì ở trong đầu Huyền là Huyền biết hết rồi nghe. Cái bắt đầu ra để Huyền kể cái nhà nghe, cái bắt đầu em nói em niệm Phật, em gắng lồm cồm một vậy em chắp tay niệm Phật, mà em mở mắt ra thì em không có chắp tay. Mình cứ tưởng đó. Giống như Huyền mơ á cả nhà. Xong rồi cái bắt đầu cái ở trong đầu Huyền nghĩ rồi nói, chắc là hay cái nhà này của ai ở rồi đi, ví dụ gì đó rồi mình vô đây rồi xong rồi bóng đè hay gì. Huyền trong đầu Huyền vẫn còn nghĩ là bóng đè, Huyền nghĩ là bị ma đè cái kiểu gì cả nhà. Xong rồi chút xíu Huyền nằm xuống, Huyền ngủ lại có cái cảm giác vậy nữa. Mà em cũng vẫn ở trong đầu em vẫn biết niệm Phật cả nhà. Đúng rồi. Mà em á cái lúc mà em niệm Phật lớn luôn, em trong giấc mơ á là Huyền thấy là anh Hùng anh nghe được cái tiếng đó, mà anh có nghe không? Không. Ồ vậy là Huyền giống như nửa mê giữa nửa tỉnh đó. Giống như nhiều lúc em nói chuyện hay là em la lên em thì em nghĩ em có la nó, nhưng mà người khác cái bên không nghe đó. Trời đất cười lắm. Cái nhà biết không, Huyền á thì kiểu như mình có cảm giác hơi sợ sợ vậy thôi, nhưng mà không phải là Huyền sợ quá rồi Huyền ngủ được, mà trong đầu Huyền á vừa nghĩ là chắc bị bóng đè, mà vừa nghĩ là chắc do Huyền mệt quá, do hôm qua Huyền ngủ không có được ở cả nhà, xong rồi đi xe nguyên một ngày luôn rồi nó mệt mỏi đó rồi mà nguyên ngày hôm qua là Huyền không có ăn gì luôn á. xong rồi có cái cảm giác gì đó, thấy cái người của mình không phải là nặng, nhấc tay lên không nổi nha, không có gì, mà thấy có cảm giác giống như là nó rừng rừng cái người mình á, nó giống như là nó giỡn ốc cục á, cái kiểu vậy á, kiểu sao khó diễn tả ta, thì cái kiểu giống như cái người mình nó hơi rừng rừng tê tê á. Chỉ có mấy người mà bị qua rồi người ta mới hiểu được cái cảm giác đó thôi. Sáng cái Huyền nói với anh Hùng á, Huyền nói em kể cho anh nghe này nghe, anh Hùng nói hả, thì không. À, tối em nằm gần anh mà tối nay Huyền ngủ Huyền nằm ở giữa, Alex nằm ở ngoài tại nó hay đạp mền đó cả nhà. Đó cái Huyền nói hay là ổng ghét Huyền. Mà anh ví dụ như anh ghét thì cũng đâu đến nổi, cái tay cũng nhẹ nhẹ mà. Hay là lúc tôi ngủ mê quá ông phóng lên. ông phóng lên ông đè tôi. Muốn là đầy đủ hết đó cả nhà. Đây nè. Tôi cái chỗ này nó hẹp chật. Nhưng mà mình taxi đầu đó mình cứ đi bộ vô một chút. Cái nhà này thì mới, còn mấy cái nhà xung quanh thì nó cũ. Tại vì tụi Huyền muốn ở trong cái hẻm, cái nhà biết không, ngủ còn đêm mà tối tụi Huyền lại, tụi Huyền ngủ rồi đi à. Nhưng mà chỗ này anh cũng thích á. Thích á. Ban công rồi rộng rãi nè. Chủ yếu mình ngủ phòng mà. Sạch, giường nằm ngon rồi phòng tắm, nói chung sạch sẽ. Anh Hùng ảnh lên ảnh đọc á, thì người ta cho đây là 10 điểm không nghe cả nhà, vì nó sạch đó. Mà thiệt sạch thiệt, mà các em phục vụ cũng rất rất là dễ thương luôn. Đó, nhưng mà cái kiểu ở đây giống như là cái nhà rồi người ta tách phòng ra, người ta cho mình ở, giống như cái nhà người ta cất cao lên á. Rồi một tầng thì hai phòng bự vậy nè. Đó. Đẹp lắm. Kiểu như tụi Huyền chủ yếu là nó sạch sẽ để tối mình ngủ, sáng là tụi Huyền đi về Cần Thơ liền à. Bên kia cũng có cái phòng, ở đây cũng có cái phòng. Thì tại vì tụi Huyền cũng có gửi người ta đem thuốc tây về cho tụi Huyền á, đem thuốc khớp á cả nhà. Huyền ghé Sài Gòn á là do Huyền lấy cái thuốc khớp á, các chị dặn Huyền nhiều quá đó, Huyền hứa cũng hơn 2 tuần nay rồi á mà chưa có đó. Thì Huyền ráng mua ký của người ta, xong rồi người ta gửi về cho Huyền á, nhưng mà người ta nói là ghé ở đây lấy nè. Đó, thì sẵn tụi Huyền từ Nha Trang về, xong rồi tụi Huyền ghé ở đây cũng gần á, rồi tụi Huyền lấy có gì đem về cho giao cho cả nhà. Dạ, thì hôm nay ở Sài Gòn trời nó cũng dịu,
ngồi đây ban công nó mát như ngồi Nha Trang vậy đó. Sạch sẽ, giường thì ngủ êm lắm, giống như khách sạn 4 sao vậy đó. Nói chung là được, nhưng mà hồi tối thì mình có cái cảm giác nó như vậy thôi. Ở đây là trung tâm quận 1 không ạ? Ở đây là trung tâm quận 1 cả nhà, nhưng mà nó nằm trong hẻm thôi. Ở đây thì nó là trung tâm quận 1 cả nhà, nhưng mà nó nằm trong hẻm thôi, nó nằm ở vô hẻm chút xíu vậy đó. Đó, sẵn của mình thôi ngủ đêm. Rồi thuê đại anh Hùng mới lên, nó nói ở chỗ này gần cái chỗ của em lấy thuốc nè. Rồi thấy người ta nói sạch sẽ rồi đó, thôi mình thuê đại mình ngủ đi. Mà hồi tối gần 10 giờ tụi mình mới đến đây á, 9 mấy 10 giờ đó nè. Quay sơ cho cô chú coi cái phòng này nè, lần cuối gia đình nhỏ chuẩn bị về quê ngoại đây. Alex để nó cuộn ở trong đó kìa. Cái nhà này nó ở ngoài chắc cho thuê mắc ha. Cái nhà này tụi Huyền thuê có 500 ngàn đêm mà cả nhà. Rẻ. Nếu mà nó nằm ở ngoài đường chắc mình nghĩ chắc cũng có 1 triệu mấy 2 triệu á. Đẹp hơn ở mấy cái nhà kia mình ở nhiều ha. Phòng cái này phòng chứ phải nhà. Nó không có bếp. Đó. Thức dậy đi con, chuẩn bị nè. Tụi Huyền dọn dẹp chuẩn bị về quê ngoại đây. Bây giờ trưa rồi. Cho nó đi đánh răng đi. Mấy cái tủ này cũng đẹp ha. Mình kêu nó thiết kế về tủ nhà mình cũng được nè. Khăn này cái này. Khăn nhiều rất là sạch nha. Mình đi khách sạn mình thích nhất là những cái khăn như vậy nè. À, nhiều chỗ nó đưa cái khăn mà mỏng mà nhìn nó... Nó không hút nước ha. Với lại cái mùi á. Dạ. Vô đây không có nghe mùi mốc hay là mùi dơ ha. Ừ. Rất là sạch. Sạch. Chỉ có cái này, anh Hùng mới nói anh khóa chỗ này là vừa rẻ vừa sạch. Không, nếu mà ai về lâu quá cả nhà, ví dụ ở Sài Gòn á, người thấy mướn tháng chỗ này ở cũng ngon lắm nha. Ngon, ngon. Mình đi chơi thôi, mình chỉ cần chỗ ngủ thôi ha. Từ vậy đây trung tâm quận 1, nhưng mà yeah. Nó nằm vào con hẻm. Bước ra vài bước tới à. Ra khoảng 100 mét là khá đầy đủ cái đường bự. Ừ. Đó thì bây giờ cái nhà Huyền đang cái thuê xe các em. Cái em hồi tối chở tụi Huyền đi nè, nhưng mà không biết nó rảnh không. Còn nếu mà nó không rảnh đó, thì tụi Huyền đi Phương Trang về. Alex cũng khoái Phương Trang nè. Hai mình đi Phương Trang vừa rẻ nè Alex. Vừa rẻ vừa được nằm nữa Alex. Ok, thì bây giờ gia đình nhỏ dọn thu dọn đây. Tạm biệt cô chú ơi. Tạm biệt cô chú tại đây. Bye cô chú. Bye bye cô chú. Hẹn cô chú. Clip sau dạ. Bye bye.